chào quý vị khán giả đang đến với bản tin dịch COVID-19 trên kênh Bản tin Nóng. Và chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khi COVID-19 là dịch nhóm B, có bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng? Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo người dân về thuốc điều trị hậu COVID-19 trên mạng. Xử lý nhà thuốc bán thực phẩm chức năng kit test trôi nổi cho F0. Vụ chia tiền ở Sở Lao động Thương binh và Xã hội và chỉ đạo khẩn của Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Khi COVID-19 là dịch nhóm B, liệu có bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng? Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, hiện luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định cách ly y tế những người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A phải được cách ly, vẫn cần phải thực hiện. Tuy nhiên, trước thực trạng tại nhiều địa phương có xu hướng gia tăng số nhiễm mới trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng đến việc thiếu hụt nhân lực cho các hoạt động thiết yếu của địa phương, nhất là các hoạt động dịch vụ chăm sóc y tế, các dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý điều hành, dịch vụ công của các cơ quan đơn vị với bối cảnh phục hồi kinh tế xã hội trong điều kiện bình thường mới. Bộ Y tế đề xuất cho phép người nghi ngờ mắc bệnh, người mang mầm bệnh không triệu chứng được tham gia các hoạt động thiết yếu, sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, giáo dục đào tạo, học tập, dịch vụ công của các cơ quan đơn vị. Để bảo đảm phòng chống dịch, những người này thực hiện di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc phương tiện cho cùng nhóm đối tượng, không dừng một cung đường từ nơi lưu trú đến nơi làm việc, học tập và trở về nơi lưu trú. Bên cạnh đó, nên áp dụng thêm biện pháp cách ly y tế tại nơi làm việc, học tập, khu vực làm việc riêng hoặc cùng nhóm đối tượng, thực hiện thường xuyên đeo khẩu trang, khử khuẩn và tránh tiếp xúc gần với người xung quanh, không dùng chung vật dụng cá nhân trong sinh hoạt, làm việc, học tập. Việc áp dụng thêm biện pháp cách ly y tế tại nơi làm việc, học tập nhằm phù hợp với thực tiễn của hoạt động chống dịch, hạn chế số người phải cách ly y tế, đảm bảo lực lượng lao động ở các lĩnh vực, đặc biệt là khu vực dịch vụ thiết yếu, dịch vụ y tế, đồng thời cũng phù hợp quy định hình thức cách ly bao gồm cách ly tại nhà, tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tại các cơ sở địa điểm khác. Với một số ý kiến về việc thay đổi khuyến cáo 5K, có hay không việc bỏ quy định đeo khẩu trang, Phó Giáo sư Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho rằng cơ quan chuyên môn sẽ còn phải bàn để quyết định các giải pháp phòng bệnh. Có thể vẫn bắt buộc, có thể khuyến cáo, tùy theo tính chất dịch bệnh để quyết định. Ngoài ra, một chuyên gia về y tế dự phòng cũng chia sẻ, có nhiều nghiên cứu cho thấy đeo khẩu trang có thể phòng được 50% nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường hô hấp, rửa tay sạch với xà phòng có thể phòng được tới 40% các bệnh lây qua đường tiêu hóa và hô hấp. COVID-19 là bệnh lây theo đường hô hấp với hình thức lây vẫn là giọt bắn. Nguy cơ lây cao khi tiếp xúc gần trong môi trường kín đông người. Vừa qua, quy định 5K là các biện pháp dự phòng cá nhân rất hiệu quả, do đó để phòng dịch COVID-19, việc đeo khẩu trang vẫn nên được khuyến cáo. Tuy nhiên, tùy thuộc diễn biến dịch, cơ quan y tế nên có khuyến cáo phù hợp về 5K. Mọi người cần hiểu và linh hoạt khi thực hiện 5K, thực hiện ở đâu, khi nào để đảm bảo phòng chống lây nhiễm. Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo người dân về thuốc điều trị hậu COVID-19 trên mạng. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tại buổi họp báo trả lời câu hỏi liên quan đến việc mua thuốc Monopiravir cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, hiện nay Bộ Y tế chưa có hướng dẫn mới về việc tiếp cận mua bán thuốc Monopiravir. Do vậy, việc mua bán thuốc Monopiravir vẫn theo đúng hướng dẫn cũ. Đây là loại thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh cần phải kê toa của bác sĩ. Theo bà Mai, có hai cách tiếp cận để có thuốc Monopiravir. Thứ nhất là qua phần mềm khai báo F0, trạm y tế xác nhận thông tin, nếu đúng trường hợp được chỉ định sẽ phát thuốc cho người dân. Thứ hai là chọn hướng dịch vụ, sử dụng toa của trạm y tế. Bác sĩ tại các đơn vị y tế công và tư, bác sĩ chịu trách nhiệm về việc chỉ định sử dụng thuốc cho người dân. Trả lời câu hỏi liên quan đến chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, ngày 8 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người nguy cơ. Tính đến 15 giờ ngày 16 tháng 3, tất cả quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã báo cáo lập được danh sách đưa quản lý là 213.773 người thuộc nhóm nguy cơ cao,
người trên 65 tuổi và có bệnh nền, đã triển khai xét nghiệm tầm soát cho 102.153 người. Qua đó phát hiện 1.253 ca mắc COVID-19 và những trường hợp này đã được xử lý theo hướng dẫn. Xử lý nhà thuốc bán thực phẩm chức năng kit test trôi nổi cho F0. Thưa quý vị, Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình thông tin, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh kit test nhanh COVID-19, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ sở kinh doanh các mặt hàng không nguồn gốc nói trên là nhà thuốc Kim Thủy có địa chỉ tại số 10 Tôn Đức Thắng, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Vào khoảng 11 giờ 55 phút ngày 18 tháng 3, lực lượng công an đã phát hiện Nguyễn Thị Nữ, sinh năm 1989, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, là chủ hiệu thuốc, đang có hành vi kinh doanh kit test COVID-19, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ cho các trường hợp mắc COVID-19. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số kit test nhanh COVID-19 và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ này gồm 5 loại có giá trị khoảng 40 triệu đồng. Hiện cơ quan công an cũng đã tiến hành lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Vụ chia tiền ở Sở Lao động Thương binh và Xã hội và chỉ đạo khẩn của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ đề nghị của Thanh tra thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo về việc chi hỗ trợ cho thành viên ban chỉ đạo từ nguồn quỹ vận động phòng chống dịch COVID-19 của sở này. Theo báo cáo, sở đã tổ chức cuộc vận động các đơn vị đóng góp kinh phí hỗ trợ chống dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư cho cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội cũng như lực lượng y bác sĩ, bệnh viện Nhân Ái, bệnh viện 1A, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và thăm các địa phương. Cụ thể, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2021, có 30 đơn vị của sở đóng góp với tổng số tiền 461.207.600 đồng. Trong đó, công đoàn sở huy động được 351.207.600 đồng. Văn phòng sở là 60 triệu đồng. Ban tuyên giáo đảng ủy sở là 50 triệu đồng. Sau khi vận động trên cơ sở chấp thuận của giám đốc sở là ông Lê Minh Tấn, văn phòng sở đã thực hiện chi hỗ trợ kinh phí qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân và các tổ chức với số tiền là 262.100.000 đồng. Trong đó chi cho lực lượng tuyến đầu, y bác sĩ của Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện 1A, cán bộ y tế của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố 2 đợt với tổng kinh phí 125 triệu đồng. Chi cho 21 thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Sở 5 đợt, tổng kinh phí 97.600.000 đồng. Chi hỗ trợ công tác cho 51 công chức viên chức Sở đi quận, huyện và thành phố Thủ Đức kiểm tra thực hiện gói an sinh xã hội với kinh phí 25,5 triệu đồng, thực hiện một số chi hỗ trợ mua thiết bị khẩu trang cho các cơ sở khác. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ. Cụ thể, xét đề nghị của Thanh tra thành phố về việc xử lý đơn tố cáo liên quan đến giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo giám đốc sở khẩn trương thực hiện các việc sau: công khai chủ trương, kết quả vận động và chi tiết việc sử dụng số tiền do các cá nhân và đơn vị thuộc sở đóng góp hỗ trợ để thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Tại sở, đến toàn thể cán bộ công chức người lao động đang công tác tại sở và các đơn vị trực thuộc, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ, kết quả vận động và quá trình sử dụng tiền hỗ trợ, việc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận và chuyển tiền hỗ trợ do các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đóng góp để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại sở, xem xét xử lý số tiền đã chi cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để đảm bảo số tiền do công đoàn sở kêu gọi vận động được sử dụng đúng mục đích. Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Thanh tra thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện các chỉ đạo nêu trên. Ngày 14 tháng 3, trao đổi với phóng viên báo chí, một nguồn tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều cán bộ nhận tiền từ quỹ ủng hộ phòng chống Covid của sở đã trả lại số tiền hỗ trợ 4,6 triệu đồng. Theo nguồn tin này, sau khi các phương tiện truyền thông phản ánh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của sở này được hỗ trợ 4,6 triệu đồng một người thì nhiều cán bộ đã tự nguyện trả lại tiền. Một cán bộ khác cũng cho biết số tiền 4,6 triệu đồng được gửi vào tài khoản cá nhân nhiều lần. Khi nhận tiền, các cán bộ cũng chỉ hiểu đơn giản đây là tiền chế độ, nhưng khi biết là nguồn tiền từ quỹ ủng hộ phòng chống dịch COVID của sở thì họ đã tự trả lại. Tiếp đến ngày 17 tháng 3, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo COVID-19 về vụ việc nói trên.
Theo ông Hải, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao cho các cơ quan chức năng để thanh kiểm tra và xử lý theo quy định. Còn Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Lâm thông tin thêm, ngày 9 tháng 3, Giám đốc Sở đã triệu tập cuộc họp với sự có mặt của 18 trên 21 thành viên tham dự. Sau khi nghe báo cáo công khai thu chi khoản tiền, các thành viên ban chỉ đạo đã thống nhất trả lại tiền đã nhận.